Rất tuyệt vời các bạn Ngày hôm qua thì Brad Binder đã biến mình từ Sunday Man thành Saturday Man Mặc dù Sunday Man vẫn còn đó Nhưng ngày hôm qua Brad Binder còn đáng sợ hơn nữa Khi bây giờ đã trở thành Saturday Man Cho dù là chỉ mới một trận đua mà thôi Điều đó cũng cho thấy là Brad Binder vào một ngày nào đó Một cái ngày mà điều kiện cho phép thì có thể trở thành một cái tay đua cực kỳ cực kỳ đáng xem ha. Sunday Man có nghĩa là cho dù xuất phát ở những cái vị trí rất là thấp ở cái chặng đua chính hôm chủ nhật thì Brad Binder vẫn về đích ở những cái vị trí cao hơn rất là nhiều so với cái vị trí xuất phát. Và ngày hôm qua ở cái chặng đua Sprint ở Argentina GP thì Brad Binder chứng minh là cái biệt danh, cái nickname Sunday Man không phải là nói chơi khi mà anh từ vị trí xuất phát là 15 leo lên vị trí thứ một và giành chiến thắng luôn cái chặng đua sprint đó và từ vị trí thứ 15 lên vị trí thứ một á thì Brad Binder chỉ mất khoảng một vòng rưỡi để hoàn thành cái nhiệm vụ đó thôi. Đặc biệt là khi lao về khúc cua số 1 á, thì Brad Binder đã có một cái pha vượt tới năm tay đua và pha vượt đó cực kỳ dũng cảm khi mà mặt đường cái cái đường chạy của Brad Binder lúc đó là khá là ước ha, và có thể là xảy ra va chạm, xảy ra thảm họa khi mà tất cả các cái tay đua đều lao về khúc cua số 1 như thế. Nhưng mà cái liều ăn nhiều, à, cái sự dũng cảm, à, cái sự tự tin, à, biết được khả năng của mình cũng như là khả năng của KTM RC16 sau chặng đua thì Binder có gửi lời cảm ơn đến các kỹ sư của KTM khi mà tối thứ sáu họ đã làm việc hết sức mình để có thể là Uh, chiếc RC16 sẵn sàng nhất có thể cho chặng đua phân hạng và chặng đua sprint vào hôm thứ bảy ha Thì đó là một cái uh, động lực rất là lớn để mà KTM có thể uh, bước tiếp Lúc đầu mình có nói là trong cái buổi chạy thử trước mùa giải á, Thì KTM cảm thấy rất là lạc lõng cảm thấy rất là hụt hơi Và nhiều người đánh giá là KTM không thể nào mà đi đường dài cho cái mùa giải năm nay được. Đi đường ngắn còn chưa xong nói chi là chuyện đi đường dài, nhưng mà KTM họ làm tất cả mọi người bất ngờ từ cái chặng Pozitano cho đến bây giờ. Mặc dù ngày hôm qua thì Jack Miller thi đấu không có được như kỳ vọng nhưng mà cái thành tích của Brad Binder cũng là một cái liều thuốc cho trái tim dành cho đội ngũ kỹ sư của KTM. Rất là ấn tượng phải không các bạn? Rất rất chi là ấn tượng từ vị trí thứ 15 mà lên vị trí thứ nhất rồi giành chiến thắng luôn. Đó và ở cái vòng cuối cùng đặc biệt là nửa vòng cuối cùng thì Brad Binder chịu sức ép rất lớn từ Marco Bezzecchi nhưng mà cuối cùng thì vẫn có thể là băng về đến được cái khoảng cách giữa hai tay đua rất là sát sao mình nhớ là như là 0,072 giây thì phải rất rất là sát sao các bạn thì chính những cái pha vượt và cái kỹ năng gọi là block pass à, cái à, gọi là không có cho các cái tay đua phía sau một cái cơ hội nào để để à, gọi là phản công nữa các bạn à, gọi là counter attack như trong bóng đá chúng ta hay nói đó thì Red Binder vượt rất là mạnh nhưng mà rất là sạch ha gọi là hard but clean thì những cái pha vượt đó thì các cái tay đua phía sau là không có cách nào để mà có thể là tấn công trở lại do đó là Binder rất là hay ở cái 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 khía cạnh đó rất rất là tuyệt vời ha một cái chiến thắng mà ngoài cái sự mong đợi ngoài cái sự mong chờ của chúng ta thì có hai điều mà mình muốn chia sẻ về cái chiến thắng của Binder đó là Binder đề ba rất là hay thực sự là đề ba đề ba rất là hay như lúc nãy mình nói thì cái chuyện mà À, lao về khúc cua số một các bạn thì binder đã vượt qua năm tay đua rồi sau đó thì từ từ lần lượt vượt qua tất cả những cái à, chứng ngại vật để mà lên vị trí uh, số một ha à, ừ. cái thứ hai là cái cái gọi là aggressive aggressive có nghĩa là à, dịch ra tiếng việt của mình thì nó hơi hơi ghê có nghĩa là hơi uh, aggressive có nghĩa là thi đấu rất là rác ha rác nhưng mà clean chơi đàng hoàng chơi mạnh mẽ mạnh mẽ nhưng mà sạch và đàng hoàng không có kiểu chơi xấu và cái kỹ thuật lúc nãy mình nói là cái kỹ thuật block pass thì badminder thực hiện rất rất là hay ha rồi um, thực sự là Chúc mừng, chúc mừng à, KTM và Brad Binder à, Tuần trước thì họ cũng đã thi đấu rất là hay rồi Nhưng mà tuần này thì họ hiện thực cái chuyện hay đó thành một cái chiến thắng Và ngày hôm nay á, thì chúng ta cũng không rõ là liệu hai tay đua của KTM Có được cái thành tích như ở Spring Race hay không Khi mà cái vị trí xuất phát của họ à, không được cao cho lắm Binder thì sẽ xuất phát ở vị trí thứ 15 Còn Jack Miller thì mình không à, nhớ rõ lắm Nhưng mà thực sự là cũng hơi khó nhưng mà ai biết được phải không các bạn? Khi mà điều kiện nó nhập nhằng, thời tiết nó không có chiều lòng người, lúc nắng lúc mưa. Um, như thế thì chiếc KTM RC16 thực sự rất là ok. Một phần á là khi mà thời tiết nó như vậy á, có nghĩa là cái 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 giới hạn các cái tay đua không cần phải có 100% sức lực tức là cái họ không cần phải quá gồng để mà chạy một chiếc xe GP ví dụ như khi mà trời khô á thì các bạn thấy là họ phải chạy hết ga hết số nói chung là mọi thứ phải trên 100% nhưng mà trời mưa hoặc là điều kiện đường xá mà yêu cầu chúng ta chạy chậm lại á, thì dĩ nhiên là cái đòi hỏi thể chất nó không còn 100% nữa và trong những cái điều kiện như thế thì những tay đua như là Binder hay là Müller hay là những chiếc KTM RC16 thực sự là có một cái môi trường rất là tốt để mà tỏa sáng ha. Đây là chiến thắng uh, thứ mấy rồi các bạn? Hình như là chiến thắng thứ ba của uh, Binder rồi. Uh, chiến thắng đầu tiên là ở Brno 2020 rồi chiến thắng tiếp theo là ở Áo năm 2021 thì tất cả những cái chiến thắng của Binder á, mình thấy được là cái sự dũng cảm của tay đua người Nam Phi. Chẳng hạn như là cái chiến thắng ở Áo năm 2021 á, khi mà dìu chiếc RC16 về trong mưa trên cái bộ lốp trơn đó, các bạn thấy là cái sự dũng cảm đó đã mang về những cái thành quả rất là tốt đẹp ha. Hay là như ở Bruno là cái trường đua mà lúc đó gần như là không có cái độ bám cần thiết nào và có rất là nhiều cái cái pumps thì à, binder vẫn thi đấu rất là ổn đó các bạn thấy là à, tay đua người nam phi là cho thấy được cái sự dũng cảm đó điều đó không có nghĩa là các cái tay đua khác không có dũng cảm nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó binder biết cách chiêu cái à, cơ hội của mình ha rồi một cái tay đua mà thực sự ấn tượng, thực sự ấn tượng đó là Marco Bezzecchi. Nếu như không có những cái kỹ thuật tuyệt vời của um, Binder thì có lẽ là Bezzecchi đã có cái uh, chiến thắng đầu tay của mình rồi. Trong các cái tay đua ở Argentina thì uh, Alex Espargaro có nói là um, nếu như mà 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 um, nếu như mà Bezachi xuất phát ở vị trí đầu tiên á, thì có lẽ là cậu ấy sẽ giành chiến thắng với khoảng cách là từ 3 cho đến 4 giây so với các cái tay đua ở phía sau. Trong tất cả các cái tay đua chạy Argentina tuần này thì Alex Espargaro ấn tượng nhất với Bezachi khi mà không hiểu tại sao Bezachi là chạy nhanh như thế, thực sự là chạy rất là nhanh. Và nếu mà ngày hôm nay đua thì chúng ta cũng phải dè chừng với Marco Bezzetti Cho dù là chặng đua hôm nay sẽ dài hơn, mọi người sẽ quan tâm đến việc uh, giữ lốp nhiều hơn, giữ xăng nhiều hơn Nhưng mà Bezzetti là cái tay đua thi đấu rất là bùng nổ từ tuần trước cho đến uh, tuần này Và... Uh, và... Uh, để mình... chết rồi... Uh, để nói cái gì quên mất rồi À, tuy nhiên á, thì bezetchi cũng 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 không có không có gọi là làm sao ta không có um, nói chung là cũng khiêm tốn ha cũng khiêm tốn là nói là mặc dù là à, trân trọng tôn trọng những cái nhận xét của Alex nhưng mà thực sự là các cái tay đua khác cũng rất là đáng gờm tuy nhiên thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức Đó. rồi ngày hôm qua thì luca marini đã bỏ đi cái chặng uh, pocky đầy thất vọng để mà về đích ở vị trí uh, thứ ba và hoàn thành à, cái cặp đôi và có cái cặp đôi à, Muniér vr 46 à, Racing Team ở trên à, bục trao giải đó là một cái thành quả mà nếu Valentino Rossi mà có xem thì tất nhiên chắc chắn là có xem rồi thì cũng sẽ rất là tự hào khi mà gà nhà của mình à, thi đấu ấn tượng như thế Luca Marini à, chặn Ponty Mau thì à, thất vọng với chính bản thân mình đó, mặc dù là có cái uh, chuỗi ngày rất là đẹp ở từ giữa mùa giải năm ngoái cho đến uh, hết mùa giải 2022 nhưng mà cái trận đầu tiên của 2023 thì hơi thất vọng một tí cho nên là uh, thực sự là cái vị trí thứ ba ở Argentina là một cái liều thuốc cho trái tim của Luca Marini khi mà cậu ấy có thể là giờ đây không còn quá bận tâm với cái chuyện ở Portimao nữa. Rồi ngày hôm qua một cái tay đua nữa cũng hết sức là ấn tượng ha. Các bạn thấy là Franco Morbidelli, Franco Morelli. Như trong cái video đầu tuần mình có phân tích á thì ở những cái trường đua như thế này lợi thế sẽ nghiêng về Morbidelli nhiều hơn so với Quataro. Quataro lúc nào cũng sẽ khai thác hoặc là biết cách khai thác cái cái độ bám hoặc là cái corner speed của chiếc M1 để mà chạy nhanh nhưng mà với à, Franco Mobiledi thì trong những cái hoàn cảnh như thế này á, thì cậu ấy cảm thấy à, thoải mái hơn, dễ chịu hơn với cái cách chạy của mình. Và một cái yếu tố nữa là Mobiledi có nói là à, và các bạn thấy ha, trước khi mình nói thì các bạn thấy là trong cái chặng đua thì Mobidelli có thể là chơi gần như là sòng phẳng với các cái chiếc xe của Ducati. Mobidelli có gửi lời cảm ơn đến các kỹ sư của Yamaha đã cho thêm vài mã lực với chiếc M1 để mà cậu ấy có thể là chơi song phẳng với những chiếc Desmo GP ở trong cái chặng đua này thì đó cũng là một cái điều đáng khen. Và một cái yếu tố nữa chắc chắn là Mobile Daily cảm thấy tự tin hơn, tập trung hơn vào cái cách chạy của mình chứ không đi thử nghiệm cái này, thử nghiệm cái kia nữa, điều đó làm mất thời gian và không có cái kết quả. À, mình hy vọng ha và tất cả chúng ta đều hy vọng là một cái tay đua như Modigliani có thể là tiếp tục cái phong độ này và ngày hôm nay á ngày hôm nay á ở cái dạng đua chính á thì mình hy vọng là Mobile sẽ đứng ở trên bục và trao giải mặc dù là sự cạnh tranh của các cái tay đua khác đến từ các cái tay đua khác rất rất là nhiều ha à, rồi tiếp các bạn ơi à, bây giờ nữa nói cái gì bây giờ ta à à nhưng mà ngày hôm qua các bạn thấy là cái người chiến thắng thực sự là Francesco Bagnaia. tại vì sao? Tại vì là mặc dù là không có được cái điều kiện tốt nhất nhưng mà hoặc là không có được cái phong độ tốt nhất ở Argentina nhưng mà Bagnaia vẫn về đích ở vị trí thứ sáu và có thêm 4 điểm. Có thêm 4 điểm. Như vậy là cũng đủ để mà gia tăng cái khoảng cách với tay đua thứ hai là Maverick Vinales Cái khoảng cách giữa hai tay đua bây giờ là 13 điểm. Để mình coi bao nhiêu điểm. 13 điểm rồi đúng rồi các bạn. Để mình lấy cái file của MotoGP cho nó chính xác ha. Các bạn đợi mình một xíu. Rồi như vậy là 10, 13 điểm các bạn à, Bác Nè 41 điểm Vinales 28 điểm BZG 25 điểm Ngày hôm qua Vinales về ở vị trí thứ mấy các bạn à, Mình không nhớ là Vinales về ở vị trí thứ mấy Hình như là Vinales Về ở vị trí để mình Check nhanh một cái Nhiều thông tin quá Quên các bạn Chờ Nói cho nó chắc ăn ha Nhiều thông tin quá quên Vinolas về ở vị trí thứ bảy à, bạn này à về ở vị trí thứ sáu, Jorge Martin thứ 8, quatararo thứ 9 và jack miller thứ 10 đó. Alex marquez cũng rất là hay ha, mặc dù là xuất phát ở vị trí thứ, uh, vị trí pole nhưng mà uh, dần dần thì những cái tay đua có cái race pace tốt hơn á uh, lại vươn lên. Đó. Thì đó là cái uh, bảng tổng sắp sau cái sprint race ở Argentina vào lúc 12 giờ đêm nay thì sẽ là diễn ra trận đua chính diễn ra trận đua chính và theo các bạn thì uh, tay đua nào sẽ giành chiến thắng ở cái trận đua chính các bạn có thể là để cái câu trả lời hoặc là cái dự đoán của các bạn vào trong cái phần bình luận của cái video này ha và các bạn cũng đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký cái kênh uh, youtube của mình để mà theo dõi được những cái video mới nhất ha rồi hôm qua là một cái trận đua một ngày không phải là một trận đua mà một ngày đầy thông tin, đầy cảm xúc. À quên. À quên quên xin lỗi, nếu mà không nói Honda thì một điều rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc. Ngày hôm qua thì Mia thêm một cái tay đua Honda nữa gặp nạn. Ngay ở uh, vòng đầu tiên thì Mia đã té rồi, xuất phát ở vị trí cuối đường đua rồi, cuối bảng rồi. Nhưng mà vẫn bị va à vẫn vẫn vẫn, vẫn té. Thực sự là quá đau lòng cho cho Honda vào cái thời điểm hiện tại. nó Như cái bảng uh, chạy phân hạng ở đây thì Mia xuất phát ở vị trí thứ 18. Đau lòng ha các bạn. Tay đua Honda tiếp theo là Nakagami xuất phát ở vị trí thứ 11, Rins thứ 12 và Mia thứ 18. Thực sự chiếc RC 213 bây giờ là một cái gì đó đầy thách thức. À, cho sự nghiệp của những cái tay đua nào Cầm lại chiếc xe này Lâu năm thì không nói như Marquez Hay là Nakagami thì không nói Nhưng mà đối với những cái tay đua có số má rồi Có thành tích rồi, có danh tiếng rồi Như là Mia hoặc Rins à, Nếu như Honda Thực sự không có động chân, động tay Hoặc là không có làm gì để cho Chiếc rc 13 v Thân thiện hơn à, Dễ dự đoán hơn thì sự nghiệp của các cái tay đua như Rins hay Mia thì đứng trước một cái một cái khả năng hoặc là một cái bờ vực uh, hơi bị ghê đó các bạn. Như trong những cái video trước á mình có nói là cái vấn đề của chiếc RC 213V trên uh, khi mà Mia chạy á đó là cái điện tử của nó hay là cái cái power delivery của nó không có được mượt mà và nó không có dễ dự đoán như là những cái chiếc xe khác. Và điều đó làm cho khi mà cái cái tay đua họ phải họ họ lạc lối khi mà họ không biết là có nên mở ga hay là đóng ga. Đó là cái điều mà chúng ta biết được nhưng mà Honda vẫn cảm thấy là uh, mình không biết là Honda họ họ khắc phục những cái chuyện này bằng cách nào bằng hệ thống điện tử hay là uh, như thế nào đó. Nhưng mà Mia đã đã bị chấn thương tái phát chấn thương cái góc chân của mình và cái 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 góc chân này là chính là cái góc chân mà đã bị chấn thương ở mùa giải năm ngoái và sau đó thì đưa tới bệnh viện để mà kiểm tra thêm tại vì bị, bị chấn động vùng đầu các bạn ngày hôm nay thì không biết là Mia có tham gia được trận đua chính hay không và nếu mà không tham gia được á thì chỉ còn là 10 17 tay đua thôi 17 tay đua thôi ở cái trận đua chính quá đau lòng phải không các bạn từ 22 tay đua bây giờ chỉ còn uh, 17 chai đua thôi chỉ sau um, hai tuần đua hai tuần đua đó. thì đó là cái tình hình của của Honda à, uh, Marquez thì nghỉ thi đấu này Hoan Mi thì bị chấn thương này còn Nakagami và Rins thì cũng phải uh, ngày hôm qua thì Rins về ở vị trí thứ 15 mới sao á từ vị trí thứ 12 mà tục về tới vị trí 15 Nakagami thì mình không rõ là vị trí thứ mấy nhưng mà không thể nào mà so kè với những cái chiếc xe ở phía trên được và đó là một cái vấn đề mà Honda cần phải gấp rút giải quyết để có thể là thứ nhất là tạo được cái sự tự tin và an toàn cho các cái tay đua của mình đã rồi sau đó tính đến các cái phương án khác nhưng mà các bạn cũng biết là Honda luôn có niềm niềm tự hào riêng của họ ngày xưa thì mình có đọc đâu đó là kiểu như là Honda sẽ làm một cái chiếc xe theo cái ý của họ theo cái ý của họ và họ sẽ thuê những cái tay nài giỏi nhất những cái tay nài có thể là giành chiến thắng với cái chiếc xe đó để họ có thể tự hào là chiếc xe này là chiếc xe tốt nhất của Honda kiểu kiểu như thế ha à, nhìn Mia thực sự là rất là tội nghiệp ha mới thi đấu có hai trận thôi mà đã té lên té xuống như thế tuần trước ở Portimao cũng như vậy rồi tuần này thì nó nặng hơn rồi đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau và các bạn hãy nhấn nút đăng ký cái kênh youtube của mình nha để mà có video là xem liền rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều bye